Nếu các bạn từng theo dõi các cuộc hành trình của tôi từ Bắc chí Nam, chắc chắn đều biết tôi đã thực hiện rất nhiều cách thức khác nhau, từ dân gian cho tới hiện đại, để mong có sự kết nối với thế giới âm linh, những hồn ma. Như dùng gương, bột năng, gọi hồn, dùng huyết động vật, hay nổi tiếng nhất là cầu cơ. Ba nén hương thắp sẵn, xin mời người đến chơi, xin làm cho cờ quay chạy một vòng. Ở tất cả các nơi bị đồn là có ma, nổi tiếng nhất Việt Nam. Nhưng thu lại là những tín hiệu lạ, những hình ảnh chưa rõ ràng. Có người nói các linh hồn khó mà quay được bằng hình ảnh, hoặc vía của tôi quá nặng. Nên lần này, tôi quyết định sẽ thử một cách dò tín hiệu mới. Một thiết bị thu sóng từng quen thuộc trong đời sống con người, nhưng ngày nay dần trôi vào quên lãng, ít người còn sử dụng. Để mọi việc diễn ra thuận lợi, tôi đã chọn một nơi đầy âm khí, với năng lượng oan khuất bao trùm. Đó là một nghĩa trang, nơi chôn cất của 113 nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất lịch sử đường sắt Việt Nam, tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khu nghĩa trang hiện nay có vị trí gần với tuyến đường sắt Bắc Nam, lại nằm ở nơi heo hút, cách xa trung tâm, nên khi quyết định quay trở lại đây vào ban đêm, tôi đã có một cuộc tranh luận để thuyết phục người bạn đồng hành còn mang tâm lý e ngại. Bằng mọi giá, vì đã trải qua một cuộc hành trình gian nan mới có thể tới được đây, không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Và tôi đã thuyết phục thành công. Chúng tôi đặt đồng hồ lúc 11 giờ đêm để chuẩn bị cho sự có mặt ở đây vào lúc 0 giờ. Bây giờ trời đã khuya rồi, chúng tôi đang có mặt tại nghĩa trang đường sắt. Các bạn có biết không, vào buổi tối thì trời khá là lạnh, buổi sáng rõ là nắng nóng, nhưng mà khi chúng tôi đến đây thì không hiểu là vì lý do gì mà cảm thấy rất là lạnh và gai xương sống. Chúng tôi có mặt ở đây mong muốn tìm được những tín hiệu gì đó, dù là nhỏ nhất, ở nơi được cho rằng có rất nhiều những oan hồn này. Những oan hồn có thể nói rằng đã ra đi một cách vô cùng đau đớn. Sau đó thì chúng tôi sẽ thử tìm những sóng âm tại nơi đây, xem có bắt được những tín hiệu gì không. Bây giờ thì các bạn hãy đi cùng tôi.
vô danh vẫn nằm lặng lẽ ở đây suốt 36 năm qua. Có lẽ nếu có một thế giới bên kia thì chắc hẳn họ chính là những oan hồn nhiều năng lượng nhất. Và chúng tôi mong rằng đêm nay có thể sẽ bắt được một tín hiệu, một cái năng lượng nào đó từ những thế giới mà mãi mãi chúng ta vẫn đang đi tìm kiếm. Nó là bí mật của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng rằng nếu như có những cái tín hiệu nào đó thì tôi sẽ có thể giúp họ tìm được con đường về với gia đình của mình, tìm được người thân của mình, không phải ở đây lạnh lẽo suốt 36 năm qua. Trước mắt thì chúng tôi cũng sẽ đi vòng vòng để xem là có một cái tín hiệu nào, một cái tín hiệu gì đó không. Ở đây đồng không mông quạnh, rất dễ có ảo giác. Ở giữa nghĩa trang thì có một cái cây rất là to này. Đi như này thỉnh thoảng tôi vẫn phải đảo mắt ra bên cạnh, bởi vì cảm thấy như có những cái đốm sáng đang đứng nhìn vậy. Các bạn biết đấy, sau khi thông tin mà chúng tôi tìm hiểu thì chỉ vài năm trở lại đây, cái nghĩa trang này mới được quang đãng như thế này. Trước đây thì cây cối nó đã mọc lan hết vào rồi. Đây là những cái gốc cây mà người ta chặt đi để cho nó quang. Tôi vẫn chưa thấy những cái tín hiệu gì, ngoài thỉnh thoảng cứ có cảm giác như là bên cạnh và sau lưng có người đang theo dõi chúng tôi vậy. Bây giờ thì tôi sẽ ra. Đây là một chiếc đài radio. Không biết các bạn có để ý không, thỉnh thoảng khi mà ngày xưa ấy, khi tôi còn bé, tôi sử dụng đài thì có bắt gặp được những cái tín hiệu rất là lạ. Đặc biệt là ở tần sóng AM. Đôi khi đó có thể là một cái cuộc nói chuyện điện thoại của ai đó gần khu vực thì cái đài này vô tình bắt được. Cái này thì rất là khó nhá. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ rằng là bởi vì những cái tín hiệu sóng điện thoại di động ấy nó phải vô cùng bảo mật cơ, nhưng không ngờ chiếc đài này cũng có thể bắt được. Và cũng có một vài trường hợp chúng ta bắt được những cái tần số rất là lạ khi mà có những cái giọng nói, những cái tín hiệu gì đó vô cùng kỳ lạ phát ra từ chiếc đài này. Thì ngày hôm nay ở ngay tại đây, chúng tôi sẽ thử cách này xem là có
thấy được điều gì không? Xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Cá nhân tổ chức có trách nhiệm thực hiện tố cáo và đấu tranh. Bây giờ đang ở sóng AM. Tôi sẽ cho cái anten này dài lên. Khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết khiếu nại khởi kiện, nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục. Quy định khác tại điều 12. Không hiểu sao cái đài này theo tính chất mức độ vi phạm khi mà tôi xoay hoặc bị truy cứu trách nhiệm. Khi mà tôi xoay bài của Nguyễn Thắng những người về bộ thường có tiếng tàu. Một chiếc tàu đang tới. Cái đài này khi mà tôi đứng dậy, tôi xoay các hướng thì nó đều ra những cái tần sóng khác nhau. Rất kỳ lạ. Thực sự là cái nghĩa trang này nó vẫn quay mặt về phía đường sắt. Không hiểu rằng là họ ở đây, họ yên nghỉ ở đây, họ có cảm thấy thanh thản không khi mà vẫn hàng ngày, hàng đêm vẫn phải nghe những cái tiếng xe lửa nó đi qua, nó rầm rập như này. Đến tôi ở đây tôi còn cảm thấy kinh hãi, huống chi là những người đã từng hy sinh vì cái tai nạn thảm khốc, vì những cái chuyến tàu như vậy. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục xem có những cái tần số lạ nào ở đây không. Của các địa phương, lớn các hợp tác xã. Rất kỳ lạ là cái đài này tôi đã rút anten ra rồi, nhưng mà khi xoay ra các hướng thì nó lại bắt được những cái sóng khác nhau, chứng tỏ rằng là nó rất là nhạy. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục dò sóng. Bật to lên một chút. Dò rất là nhẹ tay thôi. Tôi sẽ dò rất là nhẹ tay. Chuyến du hành mới mẻ về thế giới nội tâm, soi dọi và tìm kiếm ở đó một ý nghĩa cho sự tồn tại thông qua các nhân dạng ngột và ngộp. Phần lớn các tác phẩm đều mô tả hình ảnh những gương mặt. Truy xuất nguồn gốc. Cái chuỗi liên kết theo hướng này sẽ tạo ra sự khác biệt của sản phẩm trong nuôi GAHP. Cầm một đao, quay chém. Bên này ngầm dùng chùy ném khoan công. Nhìn cái gì đó. Putin, bây giờ chúng ta chưa chấp nhận sụp khoan sống được. Rất nhiều sóng bằng những cái ngôn ngữ kỳ lạ, có thể là tiếng dân tộc. Sóng AM là tôi vừa mới dò thì các bạn có thể thấy rằng cái nội dung của nó thì vẫn chưa có gì đặc biệt cả. Bây giờ tôi thử sang sóng FM thôi này. Thank you.
中に関係体制の糸口を見出すことができるかどうか。Dân chúng trong vùng và cho mọi người ở khắp nơi xung quanh đến để dự. Có những người thì đến chùa không phải làm không nên, vì đấy là một cái cách mà mình các bạn thân mến, những thứ các bạn đã thấy được chia sẻ này thì quý vị vâng, xin chào anh ạ. Không biết là anh gọi điện đến chương trình nhờ tư vấn về vấn đề gì ạ? Alo, anh có nghe rõ không ạ? Dạ, anh có nghe rõ không ạ? Dạ, bây giờ thì chương trình sẽ cố gắng nói thật là rõ ràng nha. Anh đã nghe rõ chưa ạ? Rồi, không biết là anh gọi điện đến chương trình để nhờ tư vấn về vấn đề gì ạ? Anh nghĩ là bạn đấy đang ở nơi công cộng, thấy nghe những tiếng người khác nữa. Dạ. Vậy là sau khi thử cả hai tần số là FM và AM thì tôi cũng chưa bắt được cái tín hiệu gì đấy nó rõ ràng cả. Bây giờ thì tôi sẽ để ở một cái con số, có thể là số 173, tức là cái ngày 17 tháng 3, cái ngày xảy ra tai nạn này, để xem nào. Mười bảy ba thì cũng không có. Bây giờ thì tôi sẽ dò tần số 82, tức là vào cái năm mà xảy ra vụ tai nạn thương tâm này, xem là có bắt được gì không. Sau đó tôi sẽ cầm cái đài này đi quanh cái nghĩa trang, hy vọng rằng là sẽ nghe thấy một cái tín hiệu nào đó. Tần số AM thì mới có thể bắt được con số 82. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng quanh chiếc nghĩa trang này. Tôi sẽ đi theo cái hướng mà càng ngày nó càng rõ. Hãy
Hy vọng rằng những người nằm ở đây sẽ mãi mãi cảm thấy thanh thản. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Quá khứ có thể đã lùi xa, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ quên họ, quên những cái chết của họ. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta sẽ phải yêu cuộc sống của mình hơn và tránh những cái tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông có thể gây ra cho chúng ta, cũng như là những nhà chức trách, mọi người đều có ý thức hơn để cho những cái người Việt Nam chúng ta không phải chết vì những cái điều rất là bất ngờ và đau đớn như thế này nữa. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi quay lại nghĩa trang đường sắt 17 tháng 3 1982. Bây giờ thì tôi sẽ vào trong xem có hiện tượng gì lạ không. Chiếc đài vẫn còn đây. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Nhà mình bố con ông suốt ngày rượu bia, tôi cũng muốn mua chả cà gai leo Thái Hưng để cả nhà mình uống luôn. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Cây cà gai leo đang được công ty Thái Hưng thực hiện theo đề tài ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và dược liệu tinh năng cà gai leo tại tỉnh Thái Bình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Hưng, nhà máy thôn Bồ Trang 3, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại 0888 757 919. Trà thảo dược Thái Hưng, ấm tình người Việt. Cô đời ơi, cô đời. Đứa nào đồ đồ đạc đạc gì ngoài đấy hử? Con đây mẹ đất đây, mời cụ gia đình tan viết lá. Như vậy có thể kết luận không có chuyện gì xảy ra ở khu nghĩa trang này cả. Có thể nó sẽ gây ra sự sợ hãi cho bất kỳ ai mỗi khi nghĩ tới khu nghĩa trang này với những nạn nhân phải tử vong vì tai nạn đường sắt, một tai nạn thảm khốc. Hoặc cũng có thể với thời gian quá lâu, 36 năm, thì họ đã hoàn toàn siêu thoát rồi. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ dùng chiếc đài này để tặng cho chú Hoạt, người đã có công chăm lo cho khu nghĩa trang này, để khi chú ấy đi làm dẫy nhặt điều thì chú ấy nghe cho đỡ buồn. Hay quá. Rất nhiều nhà báo mà chưa có, hôm nay nhà báo cũng... Hôm nay là mạng phải không? Vâng. Nhà mạng cái gì? Vâng.